Xin chào tất cả mọi người, rất vui khi gặp lại mọi người trong chuyên mục Nhà Gốm Có Gì. Hôm nay Gốm Bát Tràng xin giới thiệu những vật phẩm đồ cúng men lam giúp cho bàn thờ gia tiên trở nên đầy đủ và chỉnh chu. Ngoài những vật phẩm đã chia sẻ ở những số trước, thì tùy từng vào điều kiện và gia cảnh của mỗi gia đình mà họ có thể bổ sung thêm những vật phẩm này. Đầu tiên là ống hương, vật dụng để đựng hương, giúp cho bàn thờ trở nên quy củ và ngăn nắp. Vật phẩm tiếp theo đó chính là bộ bát đũa cúng dùng để đựng cơm trắng. Bộ ấm trà cúng dùng để pha trà, thường bao gồm một ấm và 5 chén. Chân nến dùng để cắm và thắp nến. Đĩa để đựng trầu cau trong những nghi lễ thờ cúng. Lư sông trầm dùng để đốt trầm, giúp thanh tẩy không khí. Tiểu lộc bình thường để cắm hoa tươi, đào hoặc sen gỗ. Tất cả các sản phẩm đều được làm từ dòng men lam truyền thống huyền thoại. Nguồn nguyên liệu cao cấp được tuyển chọn kỹ càng và xử lý nghiêm ngặt giúp cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Tích vẽ đa dạng với ý nghĩa tâm linh giúp cho gia chủ hưng thịnh may mắn. Gốm Bát Tràng luôn tự tin khẳng định mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Để có thể mua và trải nghiệm dịch vụ, các bạn có thể ghé tới các cơ sở của Gốm Bát Tràng: cơ sở 1 266D Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng; cơ sở 2 396 Lạch Tranh, Ngô Quyền, Hải Phòng; cơ sở 3 18 Đường Tỉnh 351, thị trấn An Dương, Hải Phòng.